Cả một trung đoàn quân VNCH ra đầu hàng trong mùa hè đỏ lửa 1972, ngày 2 tháng 4 năm 1972, tại căn cứ Tân Lâm, Quảng Trị, Trung tá Phạm Văn Đính cùng trung đoàn 56 bộ binh VNCH rời khỏi công sự đầu hàng QGPMN. Đây là một cơn chấn động tinh thần lớn đối với bộ tư lệnh sư đoàn 3 bộ binh VNCH nói riêng và toàn bộ Quy LVNCH nói chung. Trước sự tấn công như vũ bão của trung đoàn pháo binh 38 đoàn bông lao quân giải phóng, trung tá Phạm Văn Đính... Trung đoàn trưởng trung đoàn 56 của sư đoàn 3 bộ binh quân lực VNCH đã lên hệ thống truyền tin để xin được gặp người chỉ huy cao nhất của đoàn bông lau, xin ngừng bắn để treo cờ trắng dẫn toàn bộ binh sĩ của trung đoàn ra đầu hàng. Sự kiện này đã được cựu chiến binh Hồ Văn Duyệt kể lại như sau: "Hồi đó tôi là giáo viên trường sĩ quan pháo binh được phái đi phục vụ cuộc tiến công chiến lược năm 1972. Tôi được đi cùng trung đoàn pháo binh 38, chi viện cho sư đoàn 304 tấn công căn cứ Caron do trung đoàn 56, sư đoàn 3 đóng giữ." ngày mùng 2 tháng 4 năm 1972, đồng chí trung đoàn phó phó binh chỉ huy đài quan sát phải lên sở chỉ huy sư đoàn họp, ủy nhiệm cho tôi thay thế tiếp tục thực hiện kế hoạch hỏa lực. Khoảng đầu giờ chiều hôm ấy, một chiến sĩ trực vô tuyến điện báo cáo với tôi, có một tên yêu cầu gặp thủ trưởng. Tôi bảo, nó phá dối đấy chứ gặp gì, mặc kệ nó. Một lát sau, chiến sĩ lại báo cáo tên đó xưng là trung tá chỉ huy trưởng xin gặp sau hôm. Sau hôm là mật danh của đài quan sát chỉ huy. Theo cách xưng hô, tôi đoán là một viên sĩ quan nên cầm máy, Alo, tôi là Sao Hôm đây, các anh cần gặp có việc gì?" Phía bên kia trả lời, "Tôi, trung tá Phạm Văn Đính trung đoàn trưởng trung đoàn 56 xin được gặp cấp chỉ huy cao nhất." Xin ông cho biết danh tánh và cấp bậc." Nghe câu nói đó, tôi nghĩ anh này chắc được huấn luyện rất chính quy ở bên Mỹ. Riêng tôi chưa từng dự kiến đối thoại với địch nên lúng túng không biết xưng hô thế nào. Tôi trả lời trung tá Đính, "Chúng tôi không có thói quen xưng hô tên tuổi cấp bậc với đối phương trong lúc tác chiến, anh gọi tôi là Sao Hôm là được rồi." tôi không phải là cấp chỉ huy cao nhất nhưng có thể trả lời những gì anh cần hỏi, nếu quá quyền hạn tôi sẽ chuyển đạt lên cấp trên. Ông Đính nói, tôi đề nghị các ông dừng hỏa lực trong một giờ, chúng tôi muốn thương lượng. Tôi dùng điện thoại báo cáo lên cấp trên, sư đoàn điện xuống chỉ đạo, anh có thể gọi họ là ông, anh bảo họ đầu hàng đi chứ còn thương lượng cái gì. Tôi lên vô tuyến điện trả lời viên trung tá chỉ huy trưởng, tôi nghĩ đề nghị của ông không thích hợp, các ông đã mất đầu màu, ba hổ, động toàn rồi lữ đoàn thiết giáp lên giải vây cho các ông đã bị đánh tan tác, chạy lui rồi. Đông Hà cũng sắp mất. Chắc ông cũng đã nghe tiếng súng máy gần kề rồi. Các ông hạ vũ khí ngừng chiến đấu là tốt nhất. Các ông nên đầu hàng đi, viên trung tá trả lời, có đầu hàng cũng phải thảo luận các điều kiện chứ. Tôi nói, không cần thảo luận đâu. Ông có biết chính sách 10 điểm của mặt trận giải phóng miền Nam không? Đính trả lời, tôi có biết. Tôi bảo, chúng tôi chấp hành đầy đủ chính sách của 10 điểm đó. Đính bảo rằng, nhưng tôi cũng cần triệu tập các sĩ quan dưới quyền, họ chỉ huy từng bộ phận giải rác khắp nơi và cần thời gian để họp. Chỉ huy, sư đoàn vẫn tập trung để theo dõi cuộc trao đổi của tôi với viên trung tá chỉ huy trưởng, đồng thời gọi điện thoại xuống để hướng dẫn cho tôi một số thủ tục. Tôi nói với trung tá Đính, vậy thì tôi đồng ý ngừng hỏa lực trong vòng một giờ theo yêu cầu của ông. Còn yêu cầu của chúng tôi là ông cho kéo cờ trắng lên cột cờ trung tâm của căn cứ trước khi ngừng hỏa lực. Sau khi ngừng hỏa lực được 30 phút, một nửa số quân của ông phải ra khỏi công sự, lên mặt đất, không mang theo vũ khí, ngay sau đó, đính tập hợp 13 sĩ quan chỉ huy của trung đoàn trong hầm chỉ huy để quyết định. Đính mở lời trước, cho biết tình thế rất tuyệt vọng, căn cứ không thể cầm cự trước sự tấn công liên tục của quân giải phóng. Sau đó đính nói ra ý nghĩ thật của mình, nếu tiếp tục chiến đấu, nhiều người sẽ chết, và nếu chúng ta có bị thương, có chết, để có được một chiến thắng thì cũng không ai lo cho chúng ta sau đó chúng ta bây giờ phải tự lo lấy thân tiếp theo đính nói về đề nghị của chỉ huy quân giải phóng sau đó ông